Tôi có rất nhiều thể nghiệm kỳ diệu trong thiền định. Ví dụ, sư phụ đưa tôi đến vương quốc 2 lần. Lần đầu tiên, khi tôi cảm thấy cơ thể mình như sắp được nghiền thành bột, sư phụ lập tức đưa tôi đến một nơi an toàn hơn. Tôi thấy Chúa Giêsu Kitô trong bữa ăn tối cuối cùng của Ngài. Lần thứ hai, tôi thấy Chúa Giêsu Kitô giảng dạy cho các môn đệ trên một ngọn núi cao. Tôi thấy các góc chiếc áo choàng của Chúa Giêsu bay bay và đôi môi Ngài chuyển động. Tôi lập tức nhớ lại lời của sư phụ, Chúa Giêsu ở đẳng cấp gần với vương quốc, giảng dạy cho những người phát triển cao hơn. Đúng là thế, mỗi lần nhìn thấy Chúa Giêsu, tôi rất muốn ở lại với Ngài. Vì vậy, Ngài cho phép tôi nhìn Ngài rất lâu. Sư phụ cũng đưa tôi đến thiên đường để ngắm hoa. Những bông hoa trong vườn trời thật là tươi, xinh đẹp và quyến rũ. Họ nhảy múa nhịp nhàng, thật là tuyệt vời. Tôi nhìn họ rất vui vẻ và âm thầm. Đồng thời, tôi cũng tỏ lòng tôn kính thiên tài của Thượng Đế. Một lần, tôi bị ma vương đưa đến một thung lũng sâu, có thể để rửa một số nghiệp cũ. Tôi không cảm thấy sợ hãi. Tôi niệm danh sư phụ, thì ánh sáng màu vàng mãnh liệt lập tức sáng rực ra và tôi trở về an toàn. Tôi rất biết ơn sư phụ đã cứu tôi kịp thời. Tôi ở trong ánh sáng một lúc lâu và thấy ánh sáng trắng biến thành sợi dây bạc treo trên đầu tôi. Một lần khác, sư phụ đưa tôi đến gặp Đức Phật ngàn tay. Tôi được ngồi rất gần Ngài. Khi nhìn thấy Ngài, tôi lập tức biết rằng đây là một Đức Phật vĩ đại. Ngài có rất nhiều quyền lực. Sau đó, tôi nhìn thấy một đôi tay xoắn từ từ mở rộng ra. Theo sau là một đôi tay khác. Sự biến đổi lúc càng nhanh hơn. Tôi cảm ơn Ngài với sự tôn trọng cao nhất. Tôi cảm ơn Ngài về nhiều phước lành mà Ngài đã nhân ái ban cho tôi. Ngài cho tôi hiểu rằng Ngài đang rất bận rộn cứu vớt chúng sinh không hề ngưng nghỉ. Lúc đó, hóa thân sư phụ cũng xuất hiện trong cả trăm cả ngàn bộ quần áo đủ màu khác nhau, giảng dạy ở đây, làm giảm đau khổ chỗ kia, chăm sóc cho những người tị nạn, vân vân. Lòng tôi tràn đầy tôn kính và tình thương vô biên đối với Ngài. Tôi rất hy vọng được thấy sư phụ tại Tây Hồ vào ngày Thanh Hải 25 tháng 10 năm ngoái. Thế nhưng tôi đã không đi vì bận việc. Tuy nhiên, trong lúc ngồi thiền, sư phụ đã cho tôi tham gia lễ hội. Tôi đã nhìn thấy đám đông hạnh phúc tại Tây Hồ và một chiếc kiệu khiêng Ngài giống y như những gì tôi thấy sau này trên video. Sự khác biệt là trong thiền, sư phụ tỏa ra ánh sáng rất tươi sáng. Tất cả các nhà sư cũng có ánh sáng xung quanh họ. Đêm đó, tôi nghe một tiếng chuông nhà thờ reo không ngừng nghỉ. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nhạc trời rất hài hòa mà tôi chưa bao giờ nghe trước đây. Một lần, sư phụ cho tôi xuống địa ngục để cứu một người thân bị hình phạt cay đắng. Tôi vô cùng biết ơn. Sư phụ cũng cho tôi thấy nạn lụt tại Âu Lạc và Úc. Từ thể nghiệm này, tôi biết trước địa điểm và thời gian của sự cố 5 đến 10 ngày trước. Tôi cùng với mẹ tôi cầu nguyện cho sự an toàn của chúng sinh. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ và kính chúc Ngài nhiều sức khỏe, luôn trẻ trung và sống lâu để tiếp tục dạy dỗ đệ tử và cứu tất cả chúng sinh trên thế giới. Vegan. God loves the benevolent. Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and or outer world blessings. These are just some samples. Usually, we keep them to ourselves as per Master's advice. To watch and download more testimonies, please visit suprememastertv.com/2-heaven.